thứ 6 ngày 13 bị coi là ngày của sự xui xẻo. Gặp chuyện không may trong ngày này, mọi người thường than thở, đúng là thứ 6 ngày 13. Có thật đây là ngày đen đủi, tần suất xảy ra chuyện xấu cao hơn hay không? Nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 bắt nguồn từ Kitô giáo. Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thứ 6 ngày 13 và kể từ đó người ta cho rằng ngày này là một điểm xấu. Giáo sư sử học ông Michael Bailey thuộc Đại học bang Iowa, chuyên gia về nguồn gốc các loại mê tín dị đoan nói với tờ USA Today. Ông Bailey cho biết, thậm chí vào thời Trung Cổ, người ta không tổ chức đám cưới vào các ngày thứ 6 và ngày này cũng không được chọn để khởi hành một chuyến đi. Giáo sư Bailey đều không rõ từ khi nào thứ 6 ngày 13 được coi là một ngày đen đủi. Các tài liệu cho thấy trước thế kỷ 19 chưa có khái niệm gì về ngày này. Khoa học cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy thứ 6 ngày 13 có liên quan đến các vụ tai nạn hay thảm họa thiên nhiên. Những chuyện xấu xảy ra vào ngày này đều mang tính ngẫu nhiên, cũng như nó có thể xảy ra vào những ngày khác. Từ thời cổ đại, trong nhiều nền văn hóa, người ta đã coi con số 13 là một con số đem đến xui xẻo. Con số này bị kỳ thị đặc biệt, rất phổ biến tình trạng tòa cao ốc không có tầng 13, bệnh viện không có phòng số 13, sân bay không có cổng đón khách số 13, trên máy bay không có ghế ngồi số 13, cabin số 13 cũng không xuất hiện trên tàu thủy. Một lý do được đưa ra để lý giải cho điều này là việc số 13 đứng ngay sau số 12, một con số được coi là đẹp và hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta có 12 tháng trong năm, 12 cung hoàng đạo, 12 con giáp, 12 vị thần của Olympus, 12 sứ mệnh của Hedwig. Người thứ 13 trong bức tranh này là kẻ phản bội Chúa Giê-xu. Ngày thứ 6 cũng chịu tiếng xấu khi xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết. Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6, sau khi nếm thử trái cấm. Mỗi năm sẽ có 1 đến 3 ngày thứ 6 ngày 13. Năm 2020 có 2 ngày là vào ngày 13 tháng 4 và ngày 13 tháng 11. Năm 2021 và 2022 chỉ có duy nhất 1 ngày tương ứng tháng 8 và tháng 5. Như vậy, 1 năm sẽ có ít nhất 1 ngày thứ 6 ngày 13 và nhiều nhất là 3 ngày.